Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, mặc dù đang chấp hành hình phạt tù, nhưng mới đây ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lại tiếp tục bị Viện kiểm sát nhân dân khởi tố để điều tra về dấu hiệu vi phạm liên quan tới vụ án thổi giá cây xanh ở Hà Nội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Được biết, trong giai đoạn ông Nguyễn Đức Trung làm chủ tịch thành phố, các doanh nghiệp đã thông đồng nhập lậu hàng nghìn cây xanh từ Trung Quốc để trồng trên các tuyến phố Hà Nội rồi nâng khống giá cây. Trong vụ án này, ông Trung có vai trò gì, đã sử dụng chiêu trò gì để có thể làm được việc này? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải ngay sau đây. Đường đi của cây xanh nhập lậu Trung Quốc về trồng tại Hà Nội thời ông Nguyễn Đức Trung. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 vừa ban hành kết luận vụ nâng khống giá trị cây xanh gây thiệt hại tài sản nhà nước. C03 đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung và 14 người khác. Ngoài làm rõ hành vi của ông Trung và những người liên quan, kết luận điều tra còn làm rõ đường đi của hàng ngàn cây xanh nhập lậu Trung Quốc về bán cho Hà Nội và mánh lưới ăn chia của những người thổi giá cây xanh Cụ thể, trong bài báo có tiêu đề Đường đi của cây xanh nhập lậu Trung Quốc về trồng tại Hà Nội thời ông Nguyễn Đức Trung được đăng tải trên báo điện tử Tuổi trẻ ngày 29 tháng 3, C03 kết luận ông Nguyễn Đức Trung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt công tác trồng mới, cắt tỉa cây xanh tại Hà Nội giai đoạn 2016-2019. Ông Trung còn gợi ý tạo điều kiện cho người có quan hệ thân thiết là một giám đốc đang trốn nợ được tham gia dự án trồng cây xanh. Kết quả điều tra xác định công ty cây xanh là đơn vị trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố hà nội. Tuy nhiên, với động cơ rút ruột ngân sách nhà nước, tổng giám đốc công ty cây xanh Nguyễn Xuân Hành đã bắt tay với Nguyễn Tuấn Nghĩa, giám đốc công ty vì nhân dân. Nghĩa được giao chuẩn bị một số loại cây như trà là, bằng đài loan để cung ứng theo hợp đồng. Nghĩa đã mua những loại cây này từ một nguồn chuyên nhập lậu cây từ trung quốc, rồi nâng giá đầu vào cao gấp nhiều lần thực tế. Cụ thể, Nghĩa tìm đến Hoàng Đình Văn, giám đốc công ty Hoàng Anh Phát để đặt vấn đề mua hai loại cây trên. Thời điểm đó, công ty Hoàng Anh Phát chưa được cấp phép kinh doanh cây có bầu đất nên không thể nhập khẩu hai loại cây theo đơn đặt hàng. Do đó, Văn đã liên hệ với người Trung Quốc tên là Lý Tài để nhập lậu hai loại cây trà la và bằng Đài Loan. Văn đã yêu cầu mối hàng từ Trung Quốc vận chuyển chui cây xanh từ thành phố Đông Hưng qua biên giới sang tập kết tại cửa khẩu Móng Cái để giao hàng. Sau khi nhận hàng, Văn tiếp tục thuê xe tải, xe cầu, công nhân, bốc xếp vận chuyển cây xanh về Hà Nội, bán cho Nghĩa. Trích xuất dữ liệu điện tử, C03 xác định Văn đã bán hơn 10.000 cây xanh nhập lậu từ Trung Quốc cho Nghĩa với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính 1,6 tỷ. Do là cây nhập lậu thiếu chứng từ, nên Nghĩa đã phù phép bằng các hóa đơn khống và bán cho công ty cây xanh để trồng tại Hà Nội. Cụ thể, năm 2017-2019, Nghĩa chỉ đạo kế toán của công ty vì nhân dân là bị can Kiều Thị Thúy soạn thảo các hợp đồng mua bán khống giữa công ty xanh Hòa Lạc và vì nhân dân đưa cho các hộ kinh doanh ký. Thông qua đó, các hộ kinh doanh đã xuất 326 hóa đơn bán cây khống với số tiền ghi trên hóa đơn hơn 202 tỷ đồng. Ngoài ra, Nghĩa còn lấy 15 hóa đơn vận chuyển khống của công ty Anh Đức với tổng số tiền hơn 12,4 tỷ đồng. Theo C03, với việc mua bán hóa đơn khống, Nghĩa đã hưởng lợi bất chính 10 tỷ đồng. Công ty Cây Xanh đã sử dụng số cây nhập lậu trên và nhiều cây từ nguồn khác để trồng mới hoặc thay thế cây cũ trên các tuyến đường ở Hà Nội, theo hợp đồng với Ban Duy Tu. Theo kết luận, Tổng Giám đốc Công ty Cây Xanh và Nguyễn Tuấn Nghĩa đã thông đồng thống nhất trước về số lượng, chủng loại, đơn giá và địa điểm trồng, công ty Cây Xanh đã thực hiện 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỷ đồng với Ban Duy Tu. Đáng nói, Tổng Giám đốc Công ty Cây Xanh đã chỉ đạo cấp dưới dùng nhiều chiêu trò nâng khống giá trị cây với tổng số tiền 17 tỷ đồng. Sau khi nhận số tiền nâng khống trên, nghĩa đã chuyển lại 17 tỷ cho công ty Cây xanh thông qua Nguyễn Xuân Hành. Sau đó, nhóm lãnh đạo và nhân viên công ty Cây xanh chia nhau số tiền nâng khống. Cụ thể, Vũ Kiến Trung, chủ tịch công ty, hưởng 1,5 tỷ đồng, tổng giám đốc nhận 600 triệu đồng, kế toán trưởng nhận 380 triệu đồng. Một số cán bộ chủ chốt của công ty Cây xanh chia nhau hưởng 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Trung còn khai đã chi 2,6 tỷ để cảm ơn ông Nguyễn Đức Trung vào các dịp lễ Tết từ năm 2016 đến năm 2018 vì đã được chủ tịch Hà Nội tạo điều kiện cho tham gia trồng cây xanh. Số tiền này trùng trích từ tiền nâng không giá cây. Qua kết luận điều tra của cơ quan chức năng, có thể thấy ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng chức vụ quyền hạn áp đặt, chỉ đạo cấp dưới thực hiện sai quy định trong vụ án trồng cây xanh. Mối quan hệ và lý do ông Nguyễn Đức Trung gọi người đang trốn nợ về làm dự án trồng cây xanh. Thưa quý vị, không chỉ cơ quan cảnh sát điều tra chỉ ra những chiêu trò nâng khống giá cây xanh để nhằm thu lợi bất chính, ông Nguyễn Đức Trung còn trọng dụng người quen đang trốn nợ, triệu hồi người này về để làm cây. Sau đó biến người đàn ông này từ con nợ trở thành doanh nhân tiền tỷ, cùng đồng phạm thu lợi bất chính gần 18 tỷ đồng của nhà nước. Cụ thể, trên báo điện tử Tiền Phong đã đăng tải bài viết với tiêu đề Mối quan hệ và lý do ông Nguyễn Đức Trung gọi người đang trốn nợ về làm dự án trồng cây xanh. Vào ngày 28 tháng 3, trong đó nội dung báo này đưa tin làm việc với cơ quan điều tra, bị can Bùi Văn Mận, giám đốc công ty Sinh Thái Xanh, khai quen biết với ông Nguyễn Đức Trung từ năm 2013 khi ông này đến trồng cây cho nhà của Trung. Vào thời điểm năm 2016, bị can Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng, thì Nguyễn Đức Trung gọi về thực hiện các dự án trồng cây cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Do đó, khoảng tháng 6 cùng năm, Mận và bị can Hoàng Thị Kim Loan thống nhất thành lập công ty Sinh thái Xanh để ký hợp đồng trồng cây. Doanh nghiệp này Mận làm giám đốc nhưng không góp vốn, mọi hoạt động đều do Loan phụ trách. Đầu tháng 9 năm 2016, ông Trung tiếp tục gọi điện trực tiếp cho Mận để hỏi tư vấn trồng cây tại nút giao Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 21A. Khoảng 2 ngày sau, ông Lê Văn Dục, giám đốc sở xây dựng, dù không gần biết Mận, đã gọi điện bảo Mận xuống gặp Đỗ Anh Tuấn, giám đốc ban duy tu để bàn bạc thực hiện việc trồng cây. Theo bị can Mận, thông qua ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung, từ năm 2016 đến năm 2019, công ty Sinh Thái Xanh được ban duy tu thực hiện 6 hợp đồng đặt hàng. Quá trình hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, Mận và Loan đã thông đồng nâng khống giá cây chiêu liêu, cây keo, cây lòng não, cây sộp. Hành vi này của ông Mận cùng nhóm bị can đã giúp cho công ty sinh thái xanh thu lời bất chính gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 17 tỷ đồng. Mận và Loan sau đó thống nhất chi tiền của công ty sinh thái xanh có được từ việc thực hiện các hợp đồng với ban duy tu để lo đối ngoại. Trong đó đã chi 2,08 tỷ đồng cho việc trồng cây tại nhà thờ chú ruột của Trung ở Hải Dương, trồng cây tại nhà bố mẹ đẻ ông Trung và trường học ở xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Theo C03, bị can Mận thừa nhận hành vi phạm tội với số tiền thu lợi bất chính hơn 17 tỷ đồng, trừ đi các phí đối ngoại. Mận và Loan, mỗi người hưởng 6,5 tỷ đồng, số còn lại sử dụng vào các công việc chung của công ty. Từ tiền hưởng lợi, Mận khai chi 1,2 tỷ đồng trồng cây tại trường Mầm Non Yển Khê, huyện Thanh Ba, Phú Thọ, để ông Trung dùng tư cách cá nhân, tài trợ và trồng cây trị giá gần 140 triệu đồng cho nhà bố mẹ đẻ của ông Trung ở Phú Thọ theo cơ quan điều tra quá trình thực hiện các hợp đồng trồng cây xanh ở hà nội bùi văn mận còn thiết kế trồng một số loại cây tại trường mầm non yển khê phú thọ cạnh nhà bố mẹ của ông trung để ông trung dùng tư cách cá nhân tài trợ xây dựng mận còn khai chi tiền mua cây để ông trung trồng tại nhà thờ nhà ở của bố mẹ đẻ và nhà thờ chú ruột của ông trung với chi phí trồng cây cho ông Trung với tổng số tiền là 2 tỷ đồng, 1,5 tỷ đồng mua cây để tặng ông Trung để trồng tại nhà người thân. Nguồn tiền mua cây tặng ông Trung được vị giám đốc trích từ tiền có được nhờ chủ tịch đã tạo điều kiện cho thực hiện các hợp đồng trồng cây xanh với Hà Nội. Những sai phạm nghiêm trọng từ một người nhận được nhiều sự yêu mến của người dân, sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Đức Trung đã phải dừng lại khi tất cả mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Không chỉ người Hà Nội băng hoang mà hàng triệu người dân trên cả nước cảm thấy buồn, thất vọng bởi niềm tin đã trao nhầm chỗ. Thưa quý vị, pháp luật không bỏ qua ai cũng không dung túng ai. Ông Nguyễn Đức Trung đang phải trả giá cho những sai phạm nghiêm trọng do chính mình gây nên. Tuy nhiên, vụ việc của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ là con sâu làm dầu nồi canh. Ngoài kia, vẫn còn đó những cán bộ lãnh đạo liêm chính, trung thực ngày đêm công hiến tận tụy vì sự nghiệp của nhân dân đất nước hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ án nghiêm trọng liên quan tới ông nguyễn đức trung những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại